rồi giờ trong từ 21 tiếng giờ thôi chuẩn khai mì mì nòng lên cái tê 20 nó lấy muối thiệt 20 nữa cũng ham nó mà sướng chứ prap đi prap tầm mì hơi xa xa đó nè mì đó tổ chức cái hạt to đi nè tiền đây cứ prap bây giờ chơi lư cơ bao nhiêu mấy giật ao tới